các bạn đã quay trở lại với chương trình. À đúng rồi, chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đông Tây Promotion. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hai khách mời chúng ta ngày hôm nay. Khách mời đầu tiên, một thần tượng tuổi thơ của tôi, một người luôn luôn giữ được nguồn năng lượng cực kỳ năng nổ trong bất kỳ nơi nào ngày xuất hiện, đó là ai? Thần tượng tuổi teen của tôi, ca sĩ Vũ Hà. Lúc nào cũng vậy. Dạ, mời nàng ngồi. Rồi, đối thủ của nàng ngày hôm nay ai vậy? Là một chàng diễn viên trẻ trung, tài năng, diễn viên Nguyễn Anh Tu. Đúng rồi. Em chào anh. Đó. Anh chào em. Đó, phải vậy đó. Ok, rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng đầu tiên của A Đúng Rồi để xem khách mời nào sẽ giành được giải thưởng 10 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ chọn trước nha, cái này là 6 thẻ câu hỏi. Rồi Tú, em chỉ việc chọn mạnh mẽ thôi. Dạ rồi, đây. Đó. Và đây. Không được. Đó, hai thẻ đó. Mời Tú. Đây, hai giữa nhanh. Rồi. Rồi. Ngoài ra, chúng ta còn hai tấm thẻ rất đặc biệt, hai tấm thẻ chức năng. Thẻ màu đỏ. Thẻ này có tên là không làm không xong. Rồi. Đó, thẻ này bất công nha. Em rõ. Còn đây, thẻ này có tên là ngồi chơi xơi nước. Đúng. Ngoài ra, chúng ta còn có một quyền rất đặc biệt, đó chính là quyền chơi lớn. Thường thì những người dễ thương, nhan sắc nhiều hơn sẽ phải bốc trước. Khá lắm đó, đó. Hãy vậy. Bé này khá lắm. Dạ, mời người dễ thương hơn ạ. Đương nhiên rồi, trời ơi, ai mà dễ thương mà đẹp. Em xem nha, em xem nha, em xem. Ê, coi chừng. Ủa, cái gì vậy? Dạ, đây là tấm thẻ không làm không xong. Tấm thẻ này nếu mà rút ở giữa sẽ rất là xui. Tại vì nếu mà làm được thì không có điểm, còn không làm được bị trừ điểm. À, bây giờ đâu có điểm nào đâu mà trừ. Đúng rồi, nhưng mà cái thẻ này rút ở đầu thì coi như là có điểm gì đâu mà trừ. Đó. Tuyệt vời. Và thử thách này có tên là lăng thăng bằng. Thời gian bắt đầu. Chín, rung quá đi. Tám, bảy, có phải không kịp rồi. Tấm thẻ chức năng đầu tiên. Như vậy là anh này đã không hoàn thành được thử thách này và bị trừ một điểm. Ủa? Theo đúng luật của thẻ. Nhưng vì anh không có điểm nên vừa rồi chỉ là chơi vui thôi. Yeah. À, đây, cơ hội của em kiếm điểm đi Tú. Hãy chọn lấy một tấm thẻ cho mình. Đợi lại luôn. Hai người, một người vô rút thẻ đỏ, rồi một người vô rút thẻ vàng. Và tỷ số vậy đang là 0-0. Và chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đuổi bắt cùng Hoàng Phi. Và bây giờ... Từ từ, chưa thông báo. Và bây giờ, thử thách dành cho ca sĩ Vũ Hà. Bắt đầu. Điểm số anh có một điểm, Tú có một điểm. Tỷ số hiện giờ đang là 1-1. Các bạn khán giả đừng lo lắng cho tôi nhé. Ai làm gì em? Mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta đến với sự lựa chọn tiếp theo. Bây giờ nha, chọn là để yên cho người ta chọn. À, một cái rồi. Một cái rồi. Rồi. À, thử thách. Nữa hả? Thử thách kiếm về một điểm. Đây là thử thách làm rơi sticker dán trên mặt. Và 30 giây bắt đầu. Em quay buồn trong mơ hồ. Còn một cái trên má. Má. Má này. Đó đúng rồi. Hoàn thành.
vượt qua thử thách và mang về một điểm. Xin chúc mừng anh Chú Hà. Cái trường hợp với hai đứa là người nạc trời là đồ phe với nhau đó. Đó thôi cho yeah. Chứ bây giờ làm sao, chứ bây giờ thì đánh gì còn thử thách nữa nè. Bây giờ mà cái này mà là câu hỏi nữa nha Tú thì là anh với em rất là mệt mỏi với lại đối thủ bên kia. Thôi em hy vọng đó là thử thách. Thử thách em trai à? Yes. Đây là một thử thách tương tự như thử thách hồi nãy. Còn bây giờ thì Tú sẽ được phát cho một mái tóc giả để có thể tung bay pháp phới. Cũng sẽ phải 30 giây làm rớt hết những tờ giấy nó đó xuống là chiến thắng. Ok. Thế đó lại tiền đình của em. Thế đó lại tiền đình của em. Mời tóc. Âm nhạc chuẩn bị bắt đầu. Ghê, dữ dằn, hay lắm Tú. Đúng rồi Tú, thành công những hành động đó Tú. Mạnh mẽ, tuổi trẻ, năng nổ. Không quá được rồi. Thì quyết Tú. Hết rồi. Dặn luôn. Ngay bây giờ chúng ta đến với tấm thẻ tiếp theo. Xin mời. Vất vả cũng đã qua, chúng ta còn lại 4 tấm thẻ trong vòng 1 này. Nữa hả? Dạ. Một tấm tấm này luôn. Đây là thử thách đôi. Cả hai sẽ phải đối chém với nhau trong một trò chơi có tên là cẩn thận kẻo ngã để xem ai giành được một điểm trong vòng 1 này. Xin mời. Và ngay bây giờ 30 giây dành cho thử thách cẩn thận kẻo ngã bắt đầu. Trời ơi. 5 4 3 2 1 và hết giờ. Diễn biến của trận đấu như sau. Trong 15 giây đầu, Nguyễn Anh Tú không dám nhìn anh Hà luôn. Nhưng đến 5 giây cuối cùng thì anh Hà đã quyết định phá tan những gì mình đã làm. Chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Anh Tú. Và điểm số tạm thời như sau. Nguyễn Anh Tú đang có 2 điểm, anh Tú Hà đang có 2 điểm. Hai người đang bằng điểm nhau. Và chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo. Sự lựa chọn đến lượt Tú. Ủa? À, anh biết luật. Anh biết luật. Mời Tú. Anh chỉ được chứng kiến thôi Tú. Câu hỏi hay quá. Một thành phố biển trong tên gọi có răng. Có răng. Bắt đầu. 5 4 3 Phan Rang. Phan Rang. Đó là phán cuối cùng chưa ạ? Phan Rang. Đáp án cuối cùng. Cuối cùng. Chốt. Thành phố đó được gọi là thành phố Nha Trang. Là mình có gì răng? Nha Trang là nha. Nha. Wow. mình. Ủa sao bây giờ thì còn có một câu hỏi? Dạ, còn câu hỏi. Câu hỏi nha, ráng câu hỏi nha. Trò chơi. Với các bạn, trò chơi à. Chúng ta hãy cùng đến với một câu ba việc. Xin mời. Anh Vũ Hà sẽ phải ngậm một miếng chanh và hát một bài hát kéo dài cỡ 30 giây hoặc là hơn cũng được. Và trong lúc hát và ngậm chanh, anh sẽ dùng cái nhíp này để gấp những cái hạt dưa bỏ qua đây. Sau khi bài hát kết thúc thì em sẽ che cái số lượng hạt dưa này lại. Và anh sẽ phải đoán coi trong đây là bao nhiêu hạt. Và chúng ta sẽ tính sai số là cộng trừ 2. Bắt đầu. Vâng, anh đoán là 15 hộp. 1 2 3 đã thêm 9 nha. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hay quá, sai số 1 thôi. Vậy thì còn chân chưa gì nữa mà không mang tới điểm số cho ca sĩ Vũ Hà. Và hiện giờ điểm số đang là ca sĩ Vũ Hà 3 điểm, Tú em chỉ có 2 điểm thôi. Tú, em còn cơ hội cuối. Và đây, tấm thẻ cuối cùng. Đây là tấm thẻ của Tú. Đây là thẻ câu hỏi. Anh xin được phép đọc câu hỏi cho Tú. Tên miền các trang web của Việt Nam có đuôi là .vn.
Tên miền của cái trang web của Nhật Bản có đuôi là .gb. Vậy các trang web của nước Đức có đuôi là gì? Thời gian bắt đầu. .com. Đáp án cuối cùng của Tú là .com bình thường thôi. Các trang web của nước Đức có đuôi là .de. Hên quá luôn. Anh đi nước ngoài nhiều anh có biết không? Không biết gì cả, hên là bốc toàn là trò chơi. Na. Hiện giờ tỷ số đang như sau. Anh Vũ Hà đang có 3 điểm. Tú em còn trẻ mà còn ít điểm nữa. Dạ. Hãy cùng bắt đầu vòng 2 của A. Đúng rồi. Vất vả quá. Quá vất vả, chúng tôi mới qua được vòng 1 thôi các bạn. Và bây giờ chúng ta đến với vòng 2. Người cao điểm hơn sẽ được chọn trước. Đúng vậy. Em xin mời anh. Tăng lão bích tử xanh lão lão. Ôi, thử thách này mới là thử thách dành cho người lớn tuổi. Nữa đây hả? Là một thử thách 4 điểm. Nhảy dây của ca sĩ Vũ Hà. Anh Hà chỉ cần nhảy dây trên tấm thảm này 5 cái bằng đôi chân trần của mình. Cái gì? Đôi chân trần. Mang vớ thì nó sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Tại vì anh người lớn tuổi đó, em hiểu không? Anh nếu anh mang vớ thì anh phải đổ một viên xí ngầu. Tại vì nếu mà mang vớ thì em sẽ phải cộng thêm cái số lần nhảy cho anh thêm một chút. Ví dụ anh ra 1, mình nhảy thêm 1 cái là 6 cái. Ok. Còn anh ra 6 thì mình nhảy thêm 6 cái là 11 cái. 1, 2, 3. Ôi, quá hay rồi. Anh lăn qua bên đây rồi, xuống tới đây rồi nè. Mời. 7 cái bằng đôi chân trần có vớ. Trời, đau lắm đó Quỳnh ấy. Mọi người, quay lên nè, thật đẹp nào. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. 6. Để được 8, 9 cái rồi nha. Không phải, có nghĩa là 6 là đã đủ rồi. Còn anh muốn nhảy thêm thì em chỉ đếm đâu. 6 là đủ rồi. 5 cộng thêm 2 là 7. Mà em cứ đếm 6. À, vậy là lỗi em. Lỗi em, lỗi em. Xong rồi, anh thắng rồi, anh thắng rồi. Yêu cầu chương trình. Anh thắng rồi. Thay MC đi. Với 7 cú nhảy trên tấm thảm gai này, anh Hà đã xuất sắc mang cho mình 7 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Nguyễn Anh Tú. Tú. Đây là một câu hỏi về một loài sinh vật biển. Cộng mấy điểm anh à? Đây là câu hỏi 2 điểm. Dạ. 30 giây và suy nghĩ và trả lời. Con vẹt biển còn có tên gọi khác là gì? Thời gian bắt đầu. À, hãy đọc tên một loại chim nào đó mà em biết trong cái vùng trời. Hải âu. Hải âu. Đáp án cuối cùng chưa? Hải âu. Cuối cùng. Ủa câu này em biết hay là em nói đại? Em biết con chim hải âu là chim đại đặc trưng cho biển. Em, con vẹt biển còn có tên là con hải âu đó Tú. Yeah. 2 điểm dành cho Tú. Hay quá. Vâng, như vậy là điểm số hiện giờ đang là 7-4. Thành lão đi. Lão. Câu hỏi Tú. Câu hỏi. Có thể bay nhưng không có cánh. Có thể khóc nhưng không có mắt. Hỏi đó là gì? 5 4 Mây bay. Và đáp án cuối cùng của anh là Mây. Ghi điểm cho anh tôi. Rất là khó. Đây là thử thách 2 điểm có tên ăn bánh trên dây. Xin mời. 30 giây của em bắt đầu. Trời ơi. Lắc lên hình ảnh nghệ sĩ. Đúng rồi. Ngửa cổ ra cao á. Đó, ngửa hết ra đó, đó. Đúng rồi đó, anh. Cảnh hết. Hoàn thành. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với sự lựa chọn của anh. Lão. Lão cho con. Cái này chưa vận động lắm. Đây, xếp chữ. Thời gian bắt đầu. Bắt đầu. Thời gian đang trôi. Bàn ghế còn gì nữa. Bàn ghế. Chính xác. Tiếp theo. Sao anh mặc đồ đó? Đồng hồ. Đồ hồng hả? Đâu đồng hồ. Thật ra đáp án là đồng hồ.
tại em thấy nó ghép được chữ đồ hồng cho nên em nói vậy. Anh đúng hoàn toàn, em sai, em ghẹo anh, em sai rồi. Đương nhiên rồi. Và chúng ta còn lại một tấm thẻ duy nhất. Xin mời Tú lựa chọn ạ. Dạ không có sự lựa chọn. Câu hỏi Tú à. Lại là câu hỏi à. Lại là câu hỏi. Giường, giường nào đắt đỏ mà không ai muốn nằm? À giường 9 8 chốt một cái ạ. À. Chốt. Giường gì nè? Giường bệnh. Giường bệnh. Giường bệnh là chính xác. Một cái giường đắt đỏ nằm nó tốn tiền rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng không ai muốn nằm hết. Dạ. Yeah. Đó là giường bệnh. Điểm số hiện giờ sau khi kết thúc vòng 2, Nguyễn Anh Tú đang có 8 điểm. Và người đang có số tuổi lớn hơn, đang có số điểm lớn hơn, đó chính là anh Vũ Hà, 13 điểm. Vâng thưa bạn, chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình. À đúng rồi, Tú, em đang có 8 điểm. Anh Vũ Hà đang có 13 điểm. Và trong vòng này chúng ta sẽ phải gọi điện thoại cho những nhân vật bất kỳ trong bộ thẻ này. Đó là BB Trần, Hải Triều, anh Đạp Vĩnh Hưng, chị Lý Nhã Kỳ và diễn viên Ngọc Phước. Xin mời mọi người chọn bất kỳ một thẻ nào. Stan Lão. Tú. Chọn đại. Đại. Tôi lùi hết trái gà này trời. Đạp Vĩnh Hưng. Hải Triều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với năm câu mà anh Nghĩa Đạp Vĩnh Hưng sẽ nói trong cuộc điện thoại kéo dài một phút đó. Cái gì nói nhanh lên, nói nhanh lên. Nói nhanh lên, rồi câu 2 sẽ là gì? Mình đừng có báo tin buồn. Đà Lạt, anh qua xin đồ. Thế nào nó cũng nói là đợi Ngô Gia Tự mua cái bàn trang. Lâu là tình ái. Tú, dạ. Em nghĩ Hải Triều sẽ nói gì? Triều sẽ trả lời là Đà Lạt. Lên đó làm gì? Lên đó làm gì? Hát. Người ta trả lời hát. Chắc là đang ở nhà. Nhà hả? Quận 7 á. Quận 7. Vì le lúa le gạo. Hello Chiều ơi, Chiều ơi, em đang quay chương trình A Đúng Rồi. Em có một số câu hỏi em muốn hỏi Chiều, Chiều trả lời nha. Ok. Thôi đầu năm giờ Chiều đi du lịch xa là đâu? Lên đó làm gì vậy trời? Ủa, lên đó đi hát. Ồ, vậy hả? Rồi bây giờ đang ở đâu? Đang ở nhà. À, dạ, là nhà nào? Nhớ có mấy căn lận nhà nào? Còn cái nhà tình thương ở quận 7. Nuôi thêm ai nữa không? Có nuôi thêm nữa chứ. Con hai con gái chứ. Hai đứa con gái hả? Tên gì? Le lúa và le gạo. Chưa thấy ai mà dễ thương như Chiều luôn á. Cảm ơn, bye bye Chiều. 8, 5, 5, 40 để đây. Bây giờ tới cuộc điện thoại này mới dữ dằn nè. Dài quá. Xin mời anh. Alo. Biết chuyện gì chưa? Biết chuyện gì chưa? Chuyện gì nữa? Chị đang bận. Chuyện gì? Giờ này Hưng đang ở đâu vậy? Ủa cái gì vậy trời? Bữa nay gọi tôi xin tư. Đang ở quay game show mà. Đang ở đâu? Đang ở Đà Lạt. À. Đã từ bao giờ về qua nhà xin ít đồ? Vâng, làm ơn. Đồ mới mua không? Và Hưng với Hà mới quay em TikTok bài gì? Đâu là tình ái. Rồi, mỗi lần gọi điện thoại, Hà gọi điện thoại cho Hưng thì Hưng nói cái câu gì? Có gì nói nhanh nhanh đi. Hưng biết chuyện gì chưa? Đừng có báo tin buồn nha. Nghe trong tim là phải mừng tiền. Trời ơi là trời ơi. Hết rồi. Hết giờ rồi. 4 nhân cho 13, 52 điểm. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi 3 vòng thi cực kỳ vất vả của chúng tôi. Và các bạn đừng quên giờ phát sóng chương trình nha. 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được thiện bởi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết và công ty Đông Tây Promotion. Và bây giờ Hà Phi Tú xin chào các bạn. Xin chào. Xin chào.